Cơm đến rồi, anh ăn đi ạ. Này, anh nói với em biết nhá, cơm của em trong nhà này là ngon lắm rồi, thật ngon, ngon cực kỳ luôn. Ngon thì anh ăn đi ạ. Rồi ạ, cơm của nó nấu mà ngon cái nỗi gì, khiếp. Nhìn anh đi kìa, đầu thì to, xong rồi người thì cao như là cái xào chọc. Ok. Này, nó cho thuốc tăng trọng vào đấy đấy, cẩn thận. Từ bao giờ mà cô lại chú ý đến hình hài của tôi với cả nó sức khỏe của tôi hả? Nói vớ vẩn cái gì đấy? Tôi quan tâm đến sức khỏe của anh ý thì tôi mới nói, nghe chưa? Mà anh có biết không, nó vừa mới ra tù về đấy. Nó bán cơm làm sao mà tin tưởng được. Chị Linh, này, sao chị có thể nói như vậy nhở? Này em kia, tao là bạn gái của anh trai mày đấy nhá, cũng coi như là chị dâu của mày rồi. Thế mà mày ăn nói với tao kiểu đấy à? Này, à. Cô chửi khác thì được, nhưng người ta chửi cô thì cô không được ra chửi. Ui dồi, dơ giấy nó vừa thôi nhá. Ăn cơm kiểu gì bắn hết cả vào người người ta rồi đây này. Này, Lan Anh, mày bảo lão đi, ăn hố thì ngậm cái mồm vào, bắn hết cả vào người khác. Đứng đấy mà cười như con giở người. Em xin lỗi chị, nhưng mà đó là mồm miệng của người ta thì người ta nói, em làm sao mà cấm đoán được. Hai người nhá, hai người nhớ cái mặt tôi đấy, nhớ mặt đấy. Có lúc này. Lan Anh, có Lan Anh không? Ra tao bảo đây. Anh tìm em có việc gì đấy? Này, mày vừa mới ra tù, mày có biết là tao xấu hổ như thế nào khi còn đứa em gái như mày không? À, đã thế mày còn gây chuyện với cả người yêu của tao à? Chị Linh, chị ấy lại nói xấu em gì với anh đúng không? Em là em gái của anh, thế mà anh chẳng chịu tin tưởng gì cả. Anh có biết là năm xưa em đi tù là vì ai không? Mày im đi. Ngày xưa khác, bây giờ khác. Bây giờ tao thay đổi rồi, tao khác rồi. Giờ tao có tiền, tao có bạn gái xinh đẹp. Còn mày là đứa em gái mà tao ghét nhất. Bây giờ ấy, mày có đóng cửa tiệm này rồi chạy thẳng đến nhà Linh xin lỗi Linh luôn hay không? Hả? Em không làm như vậy. Em chẳng là vì sao mà em phải làm như vậy hết. Nhà chị Linh cũng mở quán, bán ngay tại nhà. Chị ấy rảnh quá, thế chị ấy đến đây chị phá quán của em đây này. Anh đã không bênh vực em thì thôi, bây giờ anh lại còn quay sang trách móc em được à? Bây giờ tao hỏi mày lần cuối, mày có đóng cửa tiệm này không? Hả? Em không đóng. Mở quán này thì em mới có thể kiếm tiền được, không việc gì mà em đóng cả. Được, mày giỏi. Đã thế nhá, tao phá quán mày để xem mày buôn bán như thế nào nhá. Ôi anh ơi, em xin anh, anh đừng làm như vậy. Anh đừng, em xin anh. Xin mày. Dạ vâng, vâng. Tôi sẽ gặp anh sớm. Dạ vâng. Anh đợi tôi một lát nhé. Cô gì ơi? Cô gì ơi? Cô gì ơi? Cô sao thế? Cô gì ơi? Cô tỉnh rồi à? Anh là ai đấy? Nhưng mà tại sao tôi lại ở đây? Hả? À, đây là nhà tôi. Tôi thấy cô bị ngất giữa đường, cho nên tôi đưa cô về nhà chăm sóc. Cô yên tâm, tôi là Vi Nam, giám đốc công ty SVM. Tôi là người đàng hoàng. À, thì ra là vậy à? Cảm ơn anh nhé. Tôi xin phép tôi phải về đây ạ. Ui. Cô không sao chứ? Cô đừng lo, tôi không làm gì cô đâu. Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. Thật ra là tôi mới từ tù trở về, và cũng là người nhà quê lên thành phố, không có bằng cấp, cũng chẳng có học vấn gì cả, cho nên chẳng có ai dám nhận tôi vào làm việc. Vì thế mà tôi mới phải đi nhặt rác để kiếm sống. Cô vừa ở tù ra à? Dạ. Nhưng mà tại sao cô lại phải lâm vào bước đường cùng như vậy? Thật ra là tôi đi tù thay cho anh trai của mình. Anh trai của tôi gây ra tội lớn, có lừa người ta một khoản tiền. Nhưng mà tại vì anh trai của tôi là con độc nhất trong dòng họ, cho nên không thể nào mà để cho anh ấy đi tù được. Thế là tôi đã phải đi tù thay cho anh ấy.
Nhưng mà tôi không ngờ khi mà tôi trở về, anh trai của tôi chỉ vì tình yêu thôi mà nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi nhà. Và bây giờ tôi không có nơi nương tựa. Số phận của cô đúng là đen đủi thật đấy. Nhưng mà không sao, nếu mà cô cần một công việc để làm thì cứ đến công ty của tôi. Tôi sẽ nhận cô vào làm việc, tôi sẽ đào tạo và tạo điều kiện cho cô. Yên tâm, tôi sẽ trả lương cao cho cô. Anh bảo sao? Anh tin tưởng tôi à? Đương nhiên là tin rồi, tại sao lại không chứ? Cô còn trẻ, còn khỏe. Tuy số phận đối xử nghiệt ngã với cô, nhưng cô lại lựa chọn đứng dậy không khuất phục và sẵn sàng làm những việc lương thiện. Đó mới là những điều đáng quý. Nếu mà được như vậy thì tốt quá. Tôi cảm ơn anh ạ. Sao nhỉ? Lại làm sao nữa? Tôi chả hiểu làm sao mà xe anh suốt ngày hỏng ấy. Đằng đầu này tuổi rồi, tôi vẫn chưa mua được cái xe nào tử tế để đưa tôi đi chơi cả. Anh có phải là đàn ông không đấy? Sự cố thôi, chứ có ai muốn đâu. Với cả anh là đàn ông hay không, em biết thừa còn gì nữa, cứ phải hỏi. Cái đồ mặt dày. Tôi nói cho anh biết nhá, tôi sẽ không yêu anh nữa đâu. Em gái thì đi tù, anh thì nghèo kết xác ra như thế này. Chia tay đi. Linh, em nói cái gì đấy hả? Mình yêu nhau cũng đã lâu rồi, mà gà nuôi lâu chứ không phải thịt chứ. Sao em nói như thế? Chả cần biết như nào cả. Tóm lại là tôi sẽ không yêu anh nữa, nghe chưa? Khi nào ấy mà anh có tiền, anh giàu có ấy, thì hãy gặp tôi. Mà trước hết ấy, thì em phải mua được cái xe ga đi nhá. Thế nhá. Kìa, Linh. Hello. Anh đẹp trai, anh định đi đâu đấy? Chúng ta quen nhau sao? Thì không quen. Nhưng mà tôi vừa thấy anh đứng nói chuyện với cả Lan Anh, bạn của tôi, vậy nên ra hỏi thăm thôi. Nhìn anh thì cũng đẹp trai đấy nhở. Xe thì đi xe xịn, chắc là nhiều tiền lắm nhở. Có chuyện gì? Thì không biết anh với cả Lan Anh là gì của nhau thôi. Chúng tôi là người yêu của nhau. Ngày hôm nay tôi đưa Lan Anh về dỗ mẹ. Anh không biết là Lan Anh nó vừa mới ra tù về à? Người như nó thì làm sao mà xứng đáng với anh được chứ? Anh có thể tham khảo em xem như thế nào? Tốt nhất là cô nên tránh ra đi. Tôi không thích loại người như cô. Quá khứ của Lan Anh như thế nào tôi không quan tâm đâu. Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Đừng ở đây nói móc mỉa. Được rồi Lan Anh, mày cứ đợi đấy mà xem. Tao sẽ không để yên cho mày đâu. Anh Cao, anh Cao ơi. Có chuyện gì thế hả Tú Linh? Em suy nghĩ kỹ lại rồi đúng không? Em muốn quay lại với anh đúng không? Không phải, em biết là hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, vậy nên em mua một ít đồ để thắp hương ạ. Anh cầm lấy đi. Ôi giời, em việc gì mà phải khách sáo thế? Hàng năm ngày giỗ mấy anh có bao giờ thấy mặt em đâu. Mà thôi, em vào nhà ngồi đi. Em mời chị. Lan Anh này, thực ra hôm nay chị đến đây để cầu xin em một chuyện. Xin em hãy trả lại người yêu của chị. Chị Linh, chị nói cái gì vậy ạ? Cái gì mà trả lại người yêu của chị? Tú Linh, có chuyện gì thế? Em từ từ kể anh nghe xem nào. Anh Cao, thật ra Lan Anh là bồ nhí của người yêu em. Nhưng anh nhìn đấy, trên người Lan Anh ăn mặc xinh đẹp như thế kia để về quê, tất cả là do tiêu tiền của người yêu em đấy ạ. Này, chị đừng có mà nói dối nhá. Tôi tiêu tiền của người yêu chị bao giờ? Em đừng có mà cãi nữa. Rõ ràng là em đang cặp kè với cả người yêu của chị. Anh Cao, anh là người yêu cũ của em,
Chả nhẽ anh không hiểu tình em à? Thực ra là Lan anh đang cặp với người yêu em thật đấy. Anh giúp em đòi lại người yêu đi. Này chị Linh, chị đừng có mà nói hàm hồ nhá. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Chị mà còn gây sự, chị đừng mà trách tôi. Lan Anh, tại sao mẹ lại làm như thế hả? Anh Cao, em là em gái ruột của anh đấy. Anh không tin lời của em nói mà tin lời của cô ta à? Mau nói đi, chị làm như vậy là có mục đích gì? Lan Anh. Anh Cao, em đau quá. Lan Anh. Em không bỏ, trừ khi nào chị ta nói thì em mới bỏ. Khốn nạn. Anh Cao, anh đánh tôi á? Hết lần này đến lần khác, anh vì chị ta mà anh đánh tôi. Anh không cảm thấy xấu hổ à? Ta với gì mà phải xấu hổ? Mày nhìn lại bản thân mày đi. Từ ngày mày ra tù, lúc nào mày cũng hư hỏng, hư đốn. Này, tao nói cho mày biết, mày ăn mặc lịch sự xinh đẹp như này ấy, chắc chắn là mày ra ngoài làm gà đúng không? Anh đừng có mà nói kiểu vậy nhá. Tôi đi làm có tiền, tôi sửa sang quần áo cho bản thân của mình trở nên xinh đẹp hơn thì làm sao? Chẳng lẽ bây giờ những người con gái mà cứ ăn rượu một tí là trở thành gái à? Cái miệng của anh dơ bẩn quá rồi đấy. Thôi đi, nếu như mà cô không làm gái thì lấy tiền đâu mà mua sắm? Nghe nói là cái đám dỗ này một mình cô cũng chi tiền hết đúng không? Đúng là mang những cái đồng tiền bẩn thỉu đấy về để làm đám dỗ cho mẹ. Trơ trẽn. Chị im mồm ngay nhá. Chị mà xúc phạm tôi thêm lần nữa ấy, tôi đánh chị ngay đấy. Bây giờ tôi không còn là con Lan Anh hiền lành như ngày xưa đâu. Ta lại sợ mày quá cơ. Này, ta sẽ không bao giờ chấp nhận một người mà hạnh phúc hơn tao, có bạn trai giàu có hơn tao đâu. Vậy nên, một là mày trả lại bạn trai cho tao, hai là tao sẽ không để yên cho mày đâu. Này, chị nói chuyện vô lý và đực cười thật đấy. Chị vừa mới chia tay anh trai tôi được mấy ngày, thế mà bây giờ chị quay sang chị bảo tôi trả lại người yêu chị á. Thế chẳng khác nào chị cắm sừng anh trai tôi à? Tôi... Anh Cao ơi, anh xem nó kìa, nó đang xúc phạm em đấy. Anh là người yêu cũ của em, anh yêu thương em mà, thế anh phải bảo vệ em chứ. Chị... Đủ rồi đấy. Lan Anh, mày tôn trọng người yêu cũ tao tí đi. Bây giờ mày mau xin lỗi Linh đi, rồi sau đấy chia tay cái thằng người yêu gì của mày đi. Em không làm. Anh Cao, em là em gái ruột của anh đấy. Anh không những bênh vực mà lại còn đòi em như vậy à? Ở trong cái nhà này ấy, tao là Lý, mày không nghe được ấy thì mày ra ngoài ở nhá. Một đứa đi tù như mày ra mà nói lắm thế hả? Em không đi đâu cả. Người ra khỏi cái nhà này là chị ta. Bởi vì căn nhà này cũng là của tôi mà. Mày là... Cái gì? Lại thêm một lần nữa anh tát tôi. Chỉ vì chị ta thôi mà anh lại tát tôi. Anh đúng là quá yêu đương mù quáng rồi. Đúng. Ta yêu Linh, cho nên là vì Linh ta có thể làm tất cả mọi thứ. Còn mày, mày cút ra khỏi đây, nhanh lên. Từ giờ trở đi, ta với mày chấm dứt quan hệ. Ta không có anh em gì với mày hết cả. Không một ai muốn dính dáng đến cái loại đi tù như mày cả. Mày cút ra khỏi đây ngay, nếu không ấy, tao đánh mày tiếp ấy. Anh được lắm. Anh vì chị ta mà anh nhẫn tâm đuổi đứa em gái ruột của mình ra khỏi nhà. Được rồi, tôi sẽ đi. Nhưng mà anh nhớ đấy, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh đâu. Anh Cao, em cảm ơn anh nhiều lắm. Để anh lấy lại công bằng cho em. Linh này, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Nếu như mà em gặp bạn trai của em đang có vấn đề gì, hay là em có lại với anh đi. Anh hứa là anh sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn nhá. Lan Anh, có chuyện gì vậy? Anh Cao anh ấy chỉ vì người yêu của anh ấy thôi mà anh ấy đuổi em ra khỏi nhà rồi. Em đừng lo, còn có anh ở đây mà. Anh yêu em, anh sẽ thay tất cả mọi người yêu thương em nhiều hơn. Anh sẽ nắm chặt tay em, anh sẽ không bao giờ buông ra đâu. Anh sẽ không để em cô đơn. Em cảm ơn anh. Kinh nhỉ. Còn Lan Anh đi mới có mấy năm mà nó đã làm bà chủ một công ty lớn như thế này. Anh ấy xách dép cho cái Lan Anh. Mà con bé này á, đi tù về xong rồi dở mấy cái món nghề quyến rũ người khác ra, kiếm tiền bằng thân xác.
anh muốn học cũng chẳng được. Đẹp nhở? Chị Linh, chị nói chuyện cứ như là chị biết hết từ mọi chuyện rồi ấy nhở? Là anh, anh nhớ em nhiều lắm đấy. Em giờ này khỏe không? Cảm ơn anh, tôi vẫn khỏe. Không biết là ngày hôm nay hai người đến đây tìm tôi có việc gì. Nhưng mà tôi nhớ không nhầm là ngày xưa chính anh là người cắt đứt quan hệ với tôi rồi mà. Anh em ruột thịt với nhau thì làm sao mà cắt đứt quan hệ được. Lúc đấy ấy, là anh căng nóng tính quá, anh nỡ lời nói thế thôi mà. Em đừng để bụng nhá. Nhưng mà tính của tôi cứ thích để bụng đấy. Tôi còn nhớ rõ từng chữ một anh ấy nói với tôi như thế nào cơ. Tôi không biết là ngày hôm nay hai người đến đây tìm tôi có việc gì. Nhưng mà tôi có việc bận rồi, tôi nghĩ là hai người nên về cho. Này, đàn anh, bây giờ mày giàu có rồi, nên mày coi thường người anh trai nghèo khổ này dưới quê lên đúng không? Hả? Khốn nạn! Sao mày lại có loại người như thế này đi chứ? Không phải đâu, ý anh tao không phải như thế đâu. Anh bình thường anh vẫn nói với em là nhớ Lan Anh. Chẳng phải vì như thế, thế nên mới lên đây để thăm con bé sao? Em... Anh cười. Anh đi ra đi để em nói chuyện với Lan Anh cho. Lan Anh này, em để bụng anh Cao làm gì nhá? Thực ra thì hôm nay chị lên đây là bởi vì chị đang có bầu và sắp tổ chức hôn lễ rồi. Thì em sao? Thì không có tiền tôi phải lên đây để tìm mày chứ sao? Bây giờ anh đang không có tiền mà anh đang muốn cưới vợ nữa. Giờ bụng Linh thì đang to như thế này rồi. Chờ đến lúc mà đi làm có đủ tiền ấy thì Linh đẻ mất. Mày thu xếp tiền cho anh mượn đi. Anh nói chuyện nghe buồn cười nhở. Ngày xưa anh 5 lần 7 lượt anh đuổi tôi ra khỏi nhà. Thế mà bây giờ anh còn lên đây anh mặt dày anh bảo vay tiền tôi á. Tôi nói thẳng luôn nhá, tôi không có. Mày nhìn mày kìa, nhìn ăn sung mặc sướng béo như con lợn ấy, sao lại bảo là không có tiền. Anh chị ở dưới quê nghèo khổ như thế, bây giờ chả nhẽ mày không có tí trách nhiệm nào. Ok, tôi là em gái của anh ấy chứ không phải là mẹ, mà phải có trách nhiệm đây nhá. Mày nói thế mà được à? Ngày xưa ấy, trước khi mất, bố mẹ có nói là anh em phải chăm sóc bảo vệ lẫn nhau. Bây giờ anh mày đang cần tiền để lấy vợ, thế mày phải đứng ra giúp đỡ chứ. Rồi không nói nhiều nữa, bây giờ mày thu xếp cho anh mượn 200 triệu. Đi, cho anh mượn đi, giúp anh nhá. Không có giúp giết gì ở đây cả. Từ cái ngày mà anh đuổi tôi ra khỏi nhà là tôi biết thừa anh không có một tí tình thân nào cả. Trong khi đó thì em gái của anh này hy sinh cho anh biết bao nhiêu lần, anh có nhớ không? Mày nhìn lại bản thân mày đi. Mày là đàn bà con gái, còn trong cái nhà này chỉ có đàn ông là cháu đích tôn như tao mới có tiếng nói. Mày làm gì có quyền, mày hy sinh vì tao là đúng rồi. Anh đúng là quá trơ trẽn rồi. Tôi đề nghị hai người bước chân ra khỏi công ty của tôi. Tôi không bao giờ nhìn thấy mặt của hai người nữa. Mày nói cái gì? Hả? Mày nói cái gì? Bỏ tay tôi ra. Tao là anh trai của mày đấy. Mày lấy cái quyền gì ra mà đuổi tao? Hả? Bỏ tay tôi ra. Này, đây là giấy vay nợ. Ký vào đây. Tao đã ghi nội dung ở bên trong là mày nợ tiền bọn tao rồi đấy. Mày chỉ cần đưa tiền đây thì bọn tao sẽ trả cho mày được đấy. Bỏ ra, tôi không ký. Cầm lấy, ký vào ngay cho tao. Này, mày mà không ký, tao đánh chết mày đấy. Anh bị điên rồi, bỏ tay tôi ra. Ký vào, nhanh lên, ký vào. Lan Anh, em có sao không? Mày là cái thằng nào mà mày dám đánh anh Cao như thế à? Tôi là chủ công ty này, hai người ở đâu vào đây dám đánh chửi vợ tôi? Mình lên mặt cái gì? Tao là anh trai của Lan Anh, tức là anh rể của cậu đấy. Này, hôm nay tôi lên đây là muốn vay anh một khoản tiền để về cưới vợ. Anh nhìn chị dâu của anh đi, bụng to như thế này rồi mà vẫn chưa có tiền để tổ chức một cái đám cưới đàng hoàng đây này. Anh có chắc đứa con trong bụng kia là của anh không? Mày nói thế là ý gì đấy, hả? Tôi nghe ngóng chuyện ở dưới quê hộ vợ tôi. Có những chuyện tôi còn biết nhiều hơn anh đấy. Này, chắc là con xanh con này lại nói cái gì đúng không? Nó là cái đứa vừa đi tù ra. Lời của nó nói ấy, mày đừng có mà tin. Cô im đi. Lan Anh là nhận tội lừa đảo thay cho Cao, cho nên mới phải đi tù. Tôi nói như vậy có đúng không hả anh Cao? Đấy là do nó ngu, ai bắt nó đi tù hay đâu. Này, chị thôi đi nhá, chị không được phép nói tôi như vậy. Cô nói như thế chứ khác nào cô cũng bảo anh Cao ngu. Chắc là anh ta không biết đứa con ở trong bụng của cô không phải là của anh ta đúng không? Cái gì? Linh, nó nói thế là như thế nào? Em lừa dối gì anh à? Không, nó là con của anh mà, anh đừng có mà nghe thằng này nói linh tinh. Tôi không nói vậy, tôi có bằng chứng. Còn Việt Anh, tôi đẹp. Vừa hay,
Hôm nay báo cáo mọi chuyện ở dưới quê được gửi lên. Anh Cao, anh cứ xem đi, rồi anh sẽ biết được rằng cái thai trong bụng của cô Tú Linh là của ai. Việc này em có thể giải thích. Đứa con này tuy không phải là của anh, nhưng mà em vẫn yêu anh thật lòng mà. Mày! Chó này! Mày dám lừa tao à? Hôm nay tao đánh chết mày! Thôi! Hai người muốn đánh nhau thì cút khỏi công ty của tôi mà đánh nhau. Nhìn thấy hai người tôi thấy bẩn mắt lắm. Cậu Việt Anh, đưa họ ra ngoài. Nếu họ còn lằng nhằng ở đây thì gọi công an đến cho tôi. Dạ vâng ạ. Không gì phải buồn đâu em. Những kẻ coi rẻ tình thân thì sẽ không bao giờ nhận được tình cảm chân thật. Đây là kết cục xứng đáng dành cho anh.